công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị CDO. Sự hấp dẫn của loại cổ phiếu có phẩm chất kém vô cùng lớn vì mức độ tăng giá cùng tính đầu cơ cực cao. Học viện sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cổ phiếu tăng giá không thực chất, tăng giá không kèm nội tại, cổ phiếu CDO. CDO được thành lập tháng 10 năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu là 1,8 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2015 chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán CDO. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn thiết kế công trình xây dựng, thi công công trình xây dựng, thương mại vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất nến và hàng hóa khác, kinh doanh nhà hàng, dịch vụ khách sạn. Cách nhận biết cổ phiếu có nội tại kém. Năm 2015, năm công ty lên sàn cũng là năm công ty lãi lớn nhất tới nay với lợi nhuận 37,3 tỷ đồng, ROE 16,83%, sau đó công ty trượt dài với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh, ngày càng lỗ lớn hơn. Tiếp theo chúng ta đi xem cơ cấu tài sản của công ty. Chúng ta có thể thấy tổng tài sản của công ty giảm dần từ năm 2016 đến nay. Trong cơ cấu công ty hoàn toàn không có tiền mặt, việc một công ty niêm yết mà không một đồng tiền mặt nào, khi gặp rủi ro ngắn hạn thì công ty sẽ ứng phó ra sao? Đây là câu hỏi nhà đầu tư chúng ta phải đặt ra ngay khi tìm hiểu một doanh nghiệp. Mặt khác, trong cơ cấu tài sản khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm đa số 80% tổng tài sản. Điều này cho chúng ta nghi vấn về tính minh bạch. Thông thường điều này là dấu hiệu của tăng vốn khống nhằm mục đích gian dối lừa đảo nhà đầu tư. Tháng 9 năm 2016, CDO phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu mới tỷ lệ 2:1, chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng trên cổ phần. Khi đó trên thị trường, cổ phiếu CDO đang giao dịch ở mức 33.500 đồng trên cổ phiếu. Tuy nhiên, CDO chỉ phát hành được hơn 8,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về 85 tỷ đồng. Còn gần 1,5 triệu cổ phiếu không bán hết được công ty hủy bỏ, không tiếp tục phân phối. Chúng ta cùng phân tích mục này, vốn huy động được sẽ phải dùng để tài trợ cho tài sản, nên nếu không để tiền trong két, nó sẽ dồn sang các khoản mục khác. Những doanh nghiệp ma có thể dùng chiêu mua hàng ảo và bán hàng ảo, ghi nhận các khoản trả trước cho người bán và sau đó rút ra từ đối tác bằng nhiều hình thức. Để có thêm kết quả kinh doanh đẹp, thì CDO lại bán chịu cho đối tác một khoản lớn hơn giá trị tài sản khác hoặc hàng tồn kho. Trong trường hợp này, năm 2015 CDO đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu là 181 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2014. Trong đó, doanh thu từ bán hàng hóa đạt gần 56 tỷ đồng và còn lại thu từ dịch vụ là 125,6 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn cuối năm 2015 là 100 tỷ đồng, chiếm 75% tài sản ngắn hạn, trong đó có 49 tỷ đồng phải thu khách hàng và 51 tỷ đồng trả trước cho người bán. Trong đó phải thu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển đô thị là 25 tỷ. Đây là công ty do ông Vũ Đình Nghĩa, bố của ông Vũ Đình Nhân làm chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển đô thị cũng đã đóng góp hơn 73 tỷ đồng giá trị bán hàng của CDO trong năm 2015. Diễn biến giá cổ phiếu tăng bao nhiêu giảm bấy nhiêu, mất thanh khoản. Có 6 dấu hiệu để chúng ta nhận biết một công ty tiềm ẩn nhiều nguy cơ dưới đây. Trong trường hợp này, CDO bao gồm 3 trong 6 dấu hiệu và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nếu đã biết 6 dấu hiệu này. Qua video này, Học viện Cổ phiếu Trường Money hy vọng sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ cách nhận biết cổ phiếu ảo, tăng giá không nhờ nội tại và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, qua đó có những quyết định đầu tư đúng đắn sau này. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công!